kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi rất hân hạnh được gửi tới quý vị những tin tức mà chúng tôi vừa mới tổng hợp được. Mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, nhà báo của tạp chí Onet, Witto Zuras đã có bài phân tích kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho thấy Ba Lan hoàn toàn bị loại khỏi giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine. Nhà báo Zuras phân tích, điều quan trọng nhất trong kế hoạch không phải là bản thân 5 điểm, mà là những gì ông Zelensky ngẫu nhiên đề cập đến. Theo quan điểm của Ba Lan, điều quan trọng nhất là đất nước chúng tôi đã hoàn toàn từ bỏ trò chơi ngoại giao, trong đó người ta sẽ quyết định cuộc xung đột sẽ kết thúc như thế nào. Theo ông Zuras, Warsaw đơn giản là không được thông báo về các điều khoản bí mật trong các điều khoản về rande phi hạt nhân của Nga và về hợp tác kinh tế thời hậu chiến. Mặc dù ông Zelensky được thông báo rằng chúng chỉ dành cho các đối tác được chọn, do đó Ba Lan không được tính vào số lượng của Kiev. Theo nhà báo Zuras, ông Zelensky cũng lưu ý rằng chỉ những quốc gia có tiềm năng hỗ trợ quân sự phù hợp mới biết chi tiết về điều khoản cung cấp vũ khí và tấn công trên lãnh thổ Nga. Còn Ba Lan không được đưa vào đó, có lẽ vì nước này đã cạn kiệt mọi khả năng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trước đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, không có thỏa thuận nào giữa các nước thành viên EU liên quan đến kế hoạch chiến thắng mà ông Zelensky trình bày và lời mời Ukraine gia nhập NATO. Theo ông Tusk, rất khó để đánh giá tính thực tế của kế hoạch chiến thắng và có khả năng nó sẽ được phương Tây đánh giá lại sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Ba Lan là một trong những quốc gia viện trợ vũ khí nhiều nhất cho Ukraine. Kể từ đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine, theo Viện Kiel Đức, Ba Lan đã viện trợ cho Ukraine số vũ khí trị giá 3,5 tỷ đô la Mỹ kể từ cuối tháng 2 năm 2022. Ba Lan cũng tiếp nhận hơn 980.000 người tị nạn Ukraine và con số này đang dần tăng lên. Tuy nhiên, quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine vài tháng gần đây trở nên lạnh nhạt do nhiều bất đồng. Như vậy, theo nhà báo này, Ba Lan đã hoàn toàn từ bỏ trò chơi ngoại giao xung quanh cuộc xung đột ở Ukraine. Và người ta chỉ có thể tự hỏi liệu Warsaw có thu được lợi ích gì từ sự hỗ trợ của Kiev hay không. Trước đó, vào ngày 16 tháng 10, ông Zelensky đã trình bày một kế hoạch chiến thắng trước Quốc hội Ukraine, trong đó bao gồm 5 điểm. Mời nước này tham gia NATO, đặt gói răn đe phi hạt nhân ở Ukraine, dỡ bỏ các hạn chế tấn công sâu vào Nga bằng vũ khí phương Tây, hợp tác kinh tế sau khi xung đột kết thúc và thay thế một số đơn vị Mỹ ở châu Âu bằng quân đội Ukraine. Ngoài ra, kế hoạch chiến thắng còn có một số điều khoản bí mật trong các phụ lục mà Tổng thống Ukraine quyết định không tiết lộ. Tờ Telegraph gần đây đưa tin, quân đội Nga đã sử dụng hệ thống hình nộm mặc quân phục để đánh lừa UAV góc nhìn thứ nhất của Ukraine trên tiền tuyến. Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, hình nộm mặc quân phục Nga đứng dựa vào lốp xe trong khu rừng với một hình nộm trông như đang điều chỉnh bệ phóng rocket. Chuyên gia về Nga tại tổ chức nghiên cứu Chatham House, Anh, Pierre Gillette, cho biết hình nộm này phù hợp với xu hướng chiến sự đang ngày càng mang tính cá nhân hóa hơn. Tức là UAV sẽ được dùng để tấn công từng binh sĩ dưới mặt đất. Dù chiến sự Nga-Ukraine đã trở thành bãi thử cho các công nghệ quân sự tiên tiến, nhưng các biện pháp đánh lừa vẫn được xem là công cụ hiệu quả, khiến đối phương tốn kém vũ khí, khí tài. Trong một cuộc chiến tiêu hao, bên nào có thể duy trì lợi thế về tiềm lực quân sự sẽ là bên chiếm được ưu thế. Các bên trước đó đã tích cực sử dụng vũ khí mồi nhử để đánh lừa đối phương, thường tập trung vào các thiết bị lớn như xe tăng và máy bay. Với ứng dụng của công nghệ hiện đại, mồi nhử ngày càng được chế tạo tinh vi hơn, có khả năng đánh lừa đối phương. Một số vũ khí mồi nhử thậm chí còn được gắn thiết bị phát tín hiệu, radar. Ông Gillette cho biết, mồi nhử giờ đây phải trông thực sự giống thật để đối thủ phải tốn vũ khí tấn công. Trước đó, Ukraine cũng từng dùng hình nộm đóng giả binh sĩ để đánh lừa Nga ở Kherson. Hai bên cũng tích cực sử dụng vũ khí mồi nhử như hệ thống pháo, xe tăng, hệ thống phòng không để đánh lạc hướng đối phương. Đôi khi mồi nhử cũng có tác dụng khiến đối thủ bị lầm lẫn, đoán sai chiến thuật. Ví dụ, việc triển khai vũ khí giả ở một hướng có thể làm đối phương bị lừa rằng sẽ có mũi tấn công ở đó. Nhà sử học Ian Garner cho biết, bất kỳ quân đội nào không sử dụng chiến thuật giá rẻ, hiệu quả này sẽ đều kém sản xuất. Những mồi nhử như thế này thực sự hiệu quả với cuộc chiến cực kỳ tốn kém và cả hai bên đều phải đối mặt với các cuộc tấn công của máy bay không người lái. Thật rẻ khi mua mannequin và thiết bị giả để thu hút hỏa lực và ngăn binh sĩ của bạn bị tấn công.
Trang Yudinform vừa qua đưa tin, Phó Cục trưởng Cục Học thuyết và Huấn luyện của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Jevhen Mezhivikin cho biết hơn 100.000 quân nhân Ukraine đã hoàn thành khóa huấn luyện trên lãnh thổ các nước đối tác và về nước chiến đấu. Vị Phó Cục trưởng cho biết rằng có nhiều hướng đào tạo khác nhau, vừa đào tạo cơ bản, vừa đào tạo chuyên viên, lãnh đạo và điều phối của trụ sở chính. Ông Mezhivikin nói, vào các năm 2022, 2023, 2024, hơn 100.000 quân nhân đã được đào tạo trên lãnh thổ các nước đối tác trong nhiều lĩnh vực huấn luyện khác nhau, bắt đầu từ cơ bản, chuyên sâu theo từng quân binh chủng tới phối hợp chỉ huy. Đại diện Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết thêm, hợp tác với các nước trong khối NATO và đối tác theo hướng huấn luyện quân đội Ukraine vẫn tiếp tục và phát triển. Ông Mezhivikin khẳng định, và điều này xác nhận rõ ràng rằng Ukraine không đơn độc trong cuộc chiến. Vào thời điểm hiện tại, quân đội Pháp hiện đang tiến hành huấn luyện cho 2.300 binh sĩ Ukraine thuộc lữ đoàn mới. Pháp đã trở thành quốc gia đầu tiên huấn luyện một lữ đoàn quân chính quy với đủ cơ cấu của Ukraine trên lãnh thổ của mình. Nhờ chương trình này, tính đến ngày 15 tháng 9 năm 2024, Paris đã huấn luyện được gần 15.000 quân nhân Kiev. Ngoài ra, kể từ tháng 3 năm nay, Pháp đã đào tạo phi công Ukraine lái máy bay Alpha Z. Đây là điều kiện tiên quyết để chuyển sang sử dụng tiêm kích S-16 hoặc Mirai 2000. Mới nhất vào đầu tháng này, Quốc hội Romania cũng ủng hộ việc thành lập một trung tâm huấn luyện thủy quân lục chiến Ukraine. Mới đây, trong cuộc họp báo trước hội nghị thượng đỉnh BRICS, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga có một nguồn tài nguyên năng lượng vô hạn. Ông cũng lưu ý tầm quan trọng của việc xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc và mô tả Nga là nhà cung cấp đáng tin cậy nhất. Ông Putin cho biết sự hợp tác cùng có lợi giữa Moscow và Bắc Kinh được thúc đẩy bởi thực tế là hai nước là láng giềng và không cần phải vận chuyển nhiên liệu cũng như các hàng hóa khác bằng đường thủy. Chủ nhân Điện Kremlin nhấn mạnh toàn bộ biên giới là chung và nguồn năng lượng ở Nga là vô hạn. Tổng thống Putin lưu ý rằng Trung Quốc rất hài lòng khi mua các nguồn năng lượng của Nga và cho biết thêm rằng Nga đứng thứ tư về thị phần thương mại của Trung Quốc. Trước đó vào tháng 7 năm nay, tờ Vedomosti đưa tin trích dẫn dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã đạt mức 65 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu năm nay với mức xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên đạt kỷ lục mới. Theo số liệu mới nhất trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu hàng hóa của Nga sang Trung Quốc tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức kỷ lục 65,2 tỷ đô la Mỹ, trong đó nguồn cung cấp dầu khí chiếm gần 90% lượng hàng xuất khẩu. Trong thời gian đó, Trung Quốc đã mua dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ khác từ Nga với giá trị 50 tỷ đô la Mỹ so với 47 tỷ đô la Mỹ cùng kỳ năm ngoái. Nga có trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới và là nước sản xuất khí đốt tự nhiên lớn thứ hai. Đây là nước sản xuất dầu lớn thứ ba, chiếm hơn 12% sản lượng toàn cầu và thị phần urani làm giàu của nước này ước tính là 40%. Nga cũng nằm trong số 10 nước sản xuất niken lớn nhất và là nước sản xuất titan lớn thứ ba thế giới. Trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh BRICS chuẩn bị diễn ra, hãng thông tấn TASS dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko cho biết, hội nghị sẽ là sự kiện quan trọng quyết định tiến trình lịch sử tiếp theo. Trên Telegram, bà Matvienko viết, thế giới đã thay đổi đáng kể, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 sắp tới sẽ không phải là sự kiện quan trọng nhất trong năm đối với cộng đồng thế giới và sẽ không quyết định tiến trình lịch sử tiếp theo. Hội nghị thượng đỉnh BRICS sẽ là sự kiện đó. Theo bà Matvienko, điều này phản ánh các tiến trình khách quan và không thể đảo ngược. Bà Matvienko nhấn mạnh, tôi tin rằng vào năm 2024, hướng phát triển của con người sẽ được thiết lập tại Kazan. Ba ngày của hội nghị thượng đỉnh BRICS cùng các cuộc đàm phán của các nhà lãnh đạo của đa số thế giới tại Kazan sẽ có ảnh hưởng quyết định đến tương lai của chúng ta. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga tin rằng các nhà lãnh đạo thực sự có trách nhiệm của các quốc gia có chủ quyền hiểu được điều này. Mức độ đại diện tại hội nghị thượng đỉnh và số lượng đơn xin gia nhập ngày càng tăng là bằng chứng rõ ràng cho điều đó. Bà Matvienko kết luận, tôi chắc chắn rằng tin tức từ Nga sẽ được theo dõi trên tất cả các châu lục. BRICS được thành lập vào năm 2006 bởi Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc với sự tham gia của Nam Phi vào năm 2011. Và ngày 1 tháng 1 năm 2024, Ai Cập, Iran, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Ethiopia đã trở thành thành viên chính thức của nhóm. Ả Rập Xê Út đang trong quá trình xem xét gia nhập. Ngày 1 tháng 1 năm 2024, Nga tiếp quản chức chủ tịch kéo dài một năm của BRICS. Nhóm này có hơn 200 sự kiện khác nhau. Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan vào ngày 22 đến ngày 24 tháng 10 sẽ là sự kiện chính của BRICS trong nhiệm kỳ chủ tịch của Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, hiện có khoảng 30 quốc gia thể hiện sự quan tâm hợp tác với BRICS dưới một hình thức nào đó. Ông Putin đồng thời nhấn mạnh rằng BRICS không phải là một tổ chức chống phương Tây. Hôm 18 tháng 10, phát biểu với các phóng viên từ các quốc gia BRICS, Tổng thống Putin lưu ý BRICS hiện đã bao gồm khoảng 45% dân số thế giới, trong khi doanh thu thương mại và thị phần của nhóm này trong nền kinh tế toàn cầu vẫn đang tăng trưởng đều đặn. Ông Putin nói, BRICS đang mở rộng, số lượng bạn bè và những người cùng chí hướng trong BRICS đã tăng lên và sự quan tâm đến các hoạt động của khối rất cao. Cho đến nay, khoảng 30 quốc gia đã bày tỏ mong muốn hợp tác với BRICS ở một mức độ nào đó để tham gia các hoạt động của nhóm theo cách này hay cách khác. Tổng thống Nga nhấn mạnh, bản chất của BRICS khiến nhóm có lợi trên toàn cầu, chứ không chỉ cho những người tham gia. Ông Putin nói, chúng tôi không xây dựng một khối nào đó chống lại lợi ích của ai đó. Đây không phải là một tổ chức như vậy. Theo nghĩa này, BRICS có tính chất phổ quát và theo tôi, sẽ có tác động có lợi cho các vấn đề thế giới nói chung, bao gồm cả nền kinh tế thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng bác bỏ những khẳng định rằng BRICS bằng cách nào đó chống lại phương Tây.